Quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, phúc lộc đề đa, tiền vào như nước, tiền ra nhổ giọt, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi chia sẻ muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Thầy Tử Vi tiết lộ sự thật bất ngờ về vận trình cuộc đời của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, thần tài báo mộng chúng lớn, bất chấp vượt qua khó khăn, thoát kiếp nghèo khổ, trúng số đổi đời, gặp thời phất mạnh trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024. Quý khán giả thân mến, tử vi thần số học, chiêm tinh học, nhân số học hay cách xem nào đi nữa, thì đều tóm lược vào một ngành chung, gọi là khoa học dự báo, đã gọi là dự báo, tức có thể xảy ra và có thể không xảy ra, cũng như dự báo thời tiết. Vậy nên, cuộc đời một con người phân chia đơn giản luôn là 50-50, kiểu nước đôi. Ở trần thế này từ xưa đến nay, chẳng có mấy kiếp số được bình an, trọn vẹn, chắc hẳn từ khi bạn sinh ra cho đến bây giờ, số lần tai họa, biến cố ập đến là không thể kể xiết. Bạn có thắc mắc vì sao tai họa cứ liên tục rơi xuống đầu mình như vậy không? Có thắc mắc vì sao mà những kẻ làm ăn phi pháp, sống bất nhân, bất nghĩa ngoài kia, họ ngày ngày sống trong vinh hoa, phú quý, còn mình ăn ở tử tế, hiền lành, chẳng hại đến ai thì lại cứ nghèo khổ mặt kiếp không? Và đã bao giờ bạn bất lực giữa dòng đời này quá mà cũng lên chùa cầu mong mình được Phật độ hay không? Chắc hẳn là có rồi đúng không ạ? Nhưng tôi biết thường thì cầu không được, mà ước cũng chẳng thấy có đúng không nào. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 thân mến, theo tiết lộ mới nhất của các bậc thầy tử vi phương Đông, con giáp tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 là người có tính tình nhanh nhẹn, thông minh, tháo vát. Nhưng dù là vậy, nhưng tuổi trẻ vẫn không thoát khỏi vận hạn, tai ương. Tuy nhiên, bước vào thời điểm tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024 tới đây, con giáp này sẽ được hưởng phúc tổ tiên, kiếm tiền nhiều như nước. Đặc biệt, nếu quý bản mệnh lắng nghe hết những điều kênh Minh Đường Tử Vi chia sẻ ngay sau đây, đảm bảo sung sướng trăm bể, là một hưởng mười, tiền chất đầy kho, không lo nghèo khó. Và trong video ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ chỉ ra cho tuổi Tân Hợi xem cần phải làm gì để trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024, trời ban cho cơ hội đổi đời, phú quý giàu sang nhé. Và đặc biệt trong phần cuối của video này, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ chỉ rõ cách hóa giải vận hạn và màu sắc phong thủy, giúp gia chủ tuổi Tân Hợi may mắn cả năm, giàu sang chạm nóc, tiền của cứ thế nối đuôi nhau chui vào túi. Vậy, vận trình tử vi chi tiết, các phương diện cuộc sống của người tuổi Tân Hợi sẽ chuyển biến như thế nào trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch 2024? Làm sao để có thể nắm bắt trọn vận may này? Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây, quý khán giả nhé! Trước tiên, ta hãy cùng điểm nhanh qua đôi chút về tính cách người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tân Hợi sinh năm 1971 là những người vui vẻ, lương thiện, chu đáo, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác, hòa đồng, thân thiện là nét tính cách đặc trưng thường thấy ở tuổi Tân Hợi. Họ thích kết bạn với những có nhiều điểm tương đồng với mình về suy nghĩ và sở thích. Đối với bạn bè thân thiết, họ luôn đối xử bằng tấm lòng chân thành và sự quan tâm chu đáo. Việc họ đấu khẩu hoặc chỉ trích người khác là điều không bao giờ xảy ra. Chính vì thế, họ luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn tri kỷ trong suốt nhiều năm. Ngay thẳng và cương trực là những phẩm chất đáng quý trọng ở Tân Hợi. Vì thế, họ thường được hưởng nhiều phước lành. Đi đến đâu, làm gì cũng được nhiều người hỗ trợ, giúp đỡ tận tình,
có thể tính cách tốt bụng này của họ đã được Bồ Tát phù hộ, giúp họ trở thành những người tốt số. Ngay từ khi mới sinh ra về sau, họ sẽ trở thành những người giàu có, làm việc gì cũng thành công, cả đời chẳng bao giờ lo thiếu tiền tiêu. Nhược điểm cần khắc phục nhất của Tân Hợi chính là sự cả tin, dễ dàng đặt niềm tin vào người khác, kể cả những người mới gặp lần đầu tiên, họ không hề cảnh giác với bất cứ lời nói hoặc hành động của mọi người xung quanh. Hơn thế nữa, họ cũng rất vụng về trong việc từ chối yêu cầu của một ai đó, vì luôn cảm thấy áy náy khi không giúp được mọi người, nên họ thường xuyên bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Những đặc điểm này sẽ khiến họ bị kẻ xấu lừa gạt, hãm hại. Họ phải rèn luyện tinh thần cảnh giác thì mới tránh được những mối nguy đang rình rập. Trong cuộc sống, người tuổi Tân Hợi có chí lớn và luôn lạc quan. Nếu được sao tốt tương trợ trong cung mệnh, thì rất có thể họ sẽ có con đường công danh hiển đạt, có địa vị cao, có khả năng giúp đỡ mọi người, được nhiều người trọng vọng, yêu mến. Tuy nhiên, nếu không được sao tốt tương trợ, họ lại thường phạm phải những sai lầm không đáng có trốn quan trường, thường xuyên lừa gạt mọi người. Tuy mọi việc tương đối thuận lợi, nhưng lại không thu được nhiều lợi nhuận. Họ là những người không công nghệ, hình thức. Người tuổi Tân Hợi tính tình trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc. Họ đảm nhận mọi công việc được giao với một tinh thần dẻo dai, không biết mệt mỏi, luôn dũng cảm, kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc. Do vậy, họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Họ muốn hoàn thiện bản thân mình bằng tinh thần nhẫn nại, lao động không biết mệt mỏi. Cũng với tinh thần này, họ có thể trở thành một nhà giáo ưu tú. Những người tuổi Tân Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Họ sẵn sàng, động viên, an ủi. Họ luôn là nguồn động viên, khuyến khích người khác phát triển. Họ là những người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ vì họ nghĩ ai cũng giống họ. Nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ thì không có gì ngăn cản họ được. Tân Hợi thích tự lực cánh sinh nhưng lại thiếu linh hoạt trong cuộc sống. Tân Hợi mệnh kim là những người sống độc lập, có ý chí kiên định và vững vàng. Một khi đã quyết định điều gì, không ai có thể thay đổi quan điểm và kế hoạch của họ. Người tuổi Tân Hợi thuộc mẫu người chất phác, ít màu mè, song lại có những kiến giải rất độc đáo. Tính tình họ ôn hòa, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử. Người Tân Hợi an phận, không thích tranh đấu, chỉ khi bị bức bách đến đường cùng, họ mới phản kháng, nhưng họ chẳng bao giờ để bụng và cũng không đối chọi với người khác. Họ ghét phải tranh chấp với mọi người, giỏi tháo gỡ những gợn mắc, mâu thuẫn của người khác. Sự chân thành và đáng tin cậy quả là tài sản đáng quý của họ. Họ đối xử với mọi người hòa nhã, đồng thời cũng mong người khác chấp nhận những sai sót của mình. Người tuổi Tân Hợi được mọi người yêu mến, do họ biết cách đối nhân xử thế, hòa nhã, mềm mỏng. Họ quan dung, độ lượng, luôn dịu dàng trước những lỗi lầm của người khác. Vì vậy, Tân Hợi luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với mọi người trong suốt cuộc đời. Họ luôn trung thực, thành thật và biết nghĩ cho người khác, luôn giữ gìn thận trọng mối giao tình với bạn bè. Họ trân trọng tình bạn, trung thành với bạn, dù có thể họ bị thiệt hại. Một người bạn tuổi Tân Hợi luôn muốn giúp đỡ, tương trợ khi bạn gặp khó khăn. Dù cho đó sai lầm của bạn, thì người tuổi Tân Hợi vẫn không hề có ý trách cứ, mà sẽ dốc sức giúp đỡ. Tuổi Tân Hợi cũng là người dễ tin vào lời nói và việc làm của người khác, do vậy, dễ bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng. Tuổi Tân Hợi không thích mê hoặc và cũng chẳng giỏi cuốn hút mọi người, càng không nói năng ngọt ngào, mà dần dần bộc lộ tấm lòng chân thật với bạn, khiến bạn càng lúc càng khó rời xa họ. Trong một số trường hợp, tuổi Tân Hợi đạt được nhiều thành công nhờ vào sự quyết đoán, tự tin của mình. Nếu gặp phải khó khăn, Tân Hợi sẽ tự mình giải quyết đối mặt với gian nan, thử thách. Họ không trông cậy, cũng không ỷ lại vào bất kỳ ai. Điều đó giúp Tân Hợi có những bước đi chắc chắn, chính xác trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp của bản thân mình. Tuổi Tân Hợi thường chú trọng đến dáng vẻ đường hoàng, vừa có phong thái hào hiệp, vừa có tinh thần giúp mọi người vui vẻ, có thể thay người khác đảm đương những công việc khó khăn mà chẳng than phiền lấy nửa lời. Khi bạn bè gặp nỗi nguy nan, họ sẽ giơ thân ra đứng mũi chịu sào. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng họ vì họ chẳng bao giờ tính mưu gian hay quỷ kế gì. Ngược lại, có khi còn vì quá thành thật, trong sáng mà trở thành vật hy sinh. Thái độ chân thành của tuổi Tân Hợi sẽ giúp họ giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy thì đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không phủi tay mà đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng.
họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Đặc biệt, đôi khi Tân Hợi tỏ ra rất dũng cảm và có thể làm được nhiều việc lớn, khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng khá nóng vội, nên có thể dẫn đến thất bại. Tuổi Tân Hợi thường không suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Tuy nhiên, sự ngoan cố đôi lúc có thể giúp họ giành được thành công. Nam mệnh tuổi Tân Hợi thuở nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn, khó khăn. Bởi vậy, họ sớm cố gắng phấn đấu, nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định, đầy đủ. Khi trưởng thành, Tân Hợi gặp được nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc, phú quý, là người sống lương thiện, nhân hậu. Bởi vậy nam mệnh tuổi Tân Hợi trong cuộc sống họ được mọi người yêu quý, mỗi lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ, ra tay giúp đỡ. Nữ mệnh tuổi Tân Hợi thường có vận số khá tốt đẹp về chuyện tình cảm, cũng như trong hạnh phúc hôn nhân gia đình. Tuy nhiên trong cuộc sống lại gặp quá nhiều trắc trở trên con đường sự nghiệp cũng như tài chính, thời trẻ vất vả, về già được hưởng sung sướng, an nhàn. Tổng kết cuộc đời nữ mệnh Tân Hợi phải bôn ba, vất vả tạo dựng sự nghiệp khi còn trẻ, thế nhưng sẽ gặt hái được nhiều thành công khi bước sang trung niên, được hưởng nhiều phú quý. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Bước sang năm 2024 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch, tuổi Tân Hợi cần xác định tinh thần sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn trong cuộc sống, chuyện làm ăn kinh doanh khá bấp bênh. Trong thời điểm này, lúc bạn thu được nhiều tiền về túi, lúc lại trắng tay. Vì vậy, tuổi Tân Hợi cần thận trọng trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ, lơ là một chút là bị hãm hại ngay. Đồng thời, đừng vội vàng dốc tiền đầu tư, hãy tìm hiểu kỹ càng mọi thông tin trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Chuyện tình cảm cũng khá trầm lắng, khi vợ chồng bạn đều quá bận rộn với sự nghiệp của bản thân mà không có nhiều thời gian quan tâm đến gia đình. Khi quan hệ đôi bên lạnh nhạt mà xung quanh lại có quá nhiều cám dỗ, bạn nên chú ý giữ mình, chớ để bản thân sa ngã, gây tổn thương cho người thân. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải nội dung chi tiết trên từng phương diện của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch. Tử vi hai tháng này nhận định con đường sự nghiệp của Tân Hợi không quá thuận lợi do phải chịu tác động lớn của hung tinh. Vì thế, cần hết sức cẩn thận trong mọi việc, tránh chủ quan, lơ là, dù là trong công việc quen thuộc đi chăng nữa. Thời điểm này, bạn thường gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí kẻ tiểu nhân còn xuất hiện, cố tình gây phiền phức cho bạn, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính. Đây là lúc bạn cần tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thật sự tốt với mình, ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận rồi ngấm ngầm gây họa. Khi đã tìm ra được gốc rễ của mọi vấn đề, Tân Hợi nên bình tĩnh để có cách giải quyết mọi việc cho hợp lý. Ngoài ra, bạn cũng cần phải chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người, giữ vững chính kiến của mình là tốt, song nếu bảo thủ, không biết tiếp thu kiến thức mới lạ cũng không phải là hay. Chính bản thân bạn cũng sẽ không muốn mình mãi dậm chân tại chỗ đâu, đúng không? Hãy tin rằng sự cố gắng của bạn sẽ luôn được đền bù xứng đáng. Dù thời điểm này bản mệnh gặp phải không ít khó khăn, nhưng sau đó, nhờ có sao Mộc Đức và Thủy Diệu Cát Tinh soi đường chỉ lối, nên tuổi Tân Hợi sẽ dần dần bắt kịp được với guồng quay công việc. Lại thêm Cát Tinh chính quan cho thấy, sự nỗ lực của bạn luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Cuối năm, bạn có cơ hội được khen thưởng, thậm chí thăng quan nếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, dù trong hoàn cảnh nào, hãy luôn giữ thái độ hòa nhã với mọi người, không đẩy các mâu thuẫn lên cao, khiến mối quan hệ và cả công việc lâm vào bế tắc. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Tân Hợi trong thời điểm hai tháng này cũng không mấy sáng sủa. Hung tinh khiến cho bạn vấp phải nhiều khó khăn, các kế hoạch đặt ra từ đầu năm khó đạt được kết quả như ý. Tuy nhiên, may mắn là trong hai tháng tới có chính tài trợ mệnh, bản mệnh nên tập trung làm công việc chính để duy trì các nguồn thu chính, không nên quá vội vàng trong việc đầu tư kinh doanh, kẻo dễ rơi vào cảnh thua lỗ hoặc ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, kẻo lợi bất cập hại. Với người làm công ăn lương, bạn sẽ phải trải qua một năm khá vất vả do những trục trặc bất ngờ thường xuyên xảy ra, mâu thuẫn với lãnh đạo, đối tác cũng khiến cho hiệu suất công việc sụt giảm. Một số người còn không tìm được cơ hội phát huy thế mạnh của mình, vì thế mà mức lương có thể vẫn sẽ dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên,
Đừng vì vậy mà bi quan hoặc nghĩ tới việc bỏ cuộc giữa chừng. Bạn cần chăm chỉ làm việc để hoàn thành cho tốt trách nhiệm của mình. Như vậy thì bạn vẫn sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng tương xứng. Dưới sự phù trợ của chính tài, nếu muốn cải thiện thu nhập, bạn có thể bắt tay vào những công việc làm thêm. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn phải cân bằng được với các công việc chính. Dù muốn làm giàu đến mấy, bạn cũng chớ nên ôm đồm công việc, kẻo khiến cơ thể mệt mỏi mà kết quả công việc cũng sẽ không thể nào tốt được. Với người làm kinh tế, việc kiếm về lời lãi có thể trở nên khó khăn hơn so với khoảng thời gian trước đó. Hung tinh vong thần khiến cho các kế hoạch của bạn gặp trục trặc liên tiếp. Con giáp này có thể bị kẻ tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại lúc nào không hay. Do đó, bạn cần cẩn thận trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ. Nếu có ai đó rủ rê bạn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó để kiếm lời nhanh chóng, thì bạn cần hết sức thận trọng ngân hàng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch. Nhờ có cát tinh Hồng Loan soi chiếu, đem lại một vài dấu hiệu trên phương diện tình cảm cho người độc thân. Trên thực tế, năm nay nhân duyên của bạn khá vượng, cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp không phải là không có. Bạn thường được người thân quen hoặc họ hàng giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Điều quan trọng là bạn phải cởi mở để trò chuyện với đối phương thì mới nhận ra được những điểm tốt của người đó. Còn nếu bạn cứ khép cửa trái tim thì dù có trò chuyện lâu đến đâu thì quan hệ cũng vẫn dậm chân tại chỗ, không có tiến triển. Với những người đã từng phải chịu vết thương lòng trong quá khứ thì đây là lúc bạn buông bỏ rồi. Đừng để những người đã bước qua cuộc đời mình ngăn cản mình đến với hạnh phúc đích thực. Xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều người xứng đáng để bạn trao gửi tình cảm đấy. Tuy nhiên, ngũ hành lưu niên tương khắc lại đem tới những tác động bất lợi cho mối quan hệ vợ chồng. Bạn và người ấy thường xuyên mâu thuẫn với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Điều đó khiến cả hai đều cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Thậm chí có một số cặp đôi còn đồng sàng dị mộng, muốn tìm kiếm niềm vui ở bên ngoài. Hãy nhắc nhở bản thân quý trọng những gì mà mình đang có. Đừng buông thả bản thân chỉ vì những thú vui bất chợt. Vợ chồng có chuyện gì không vừa ý thì nên trao đổi thẳng thắn, chớ nên giữ trong lòng hoặc cố tình nói lời mỉa mai, khiến đối phương khó chịu. Nếu hai người chịu hạ cái tôi của mình xuống một chút, suy nghĩ cho người còn lại nhiều hơn, thì mọi chuyện sẽ dần được tháo gỡ, thậm chí nửa đầu năm có thể đón tin vui về con cái. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch. May mắn trong thời điểm 2 tháng này, người tuổi Tân Hợi không gặp quá nhiều vấn đề về sức khỏe trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch năm 2024 này. Đa phần mọi người duy trì được thể trạng khỏe mạnh, dù gặp khó khăn cũng không quá bi quan, suy sụp. Để có thể duy trì được tình trạng này, bạn nhớ xây dựng cho mình một lối sống khoa học, giảm thiểu các hoạt động tiệc tùng không cần thiết nhé. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi từng tháng của người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Bước sang tháng 5 âm lịch, nhờ có được tử vi cát tinh soi chiếu, nên vận trình của tuổi Tân Hợi khởi sắc, vận khí hanh thông, có lợi cho học hành, thi cử và phát triển sự nghiệp, mở rộng đường công danh. Tài vận khởi sắc nhưng chưa mạnh, tuổi Tân Hợi sẽ có được sự hỗ trợ lớn từ chính quan Nguyệt Mã và Thiên Vũ cát tinh. Hãy yên tâm, trong nghịch có thuận, trong thách thức sẽ tìm ra cơ hội thành công. Nhìn chung, tuổi Tân Hợi vẫn còn khá áp lực về vấn đề tài chính, các khoản chi phí phát sinh bất ngờ, như mua đồ dùng mới, thay thế đồ dùng cũ trong nhà vì hỏng hóc, tiền ma chay, hiếu hỉ, đi du lịch, thăm bà con họ hàng ở xa. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Bước sang tháng 6 âm lịch, tuổi Tân Hợi được quý nhân bán hợp che chở, sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Mọi trục trặc, khó khăn trong công việc cũng sớm được đẩy lùi, tạo thêm nhiều cơ hội thăng tiến cho bạn. Tình hình kinh doanh, buôn bán trong tháng lạc quan, mùa may, bán đắt, thu về không ít lợi nhuận. Dịp này có thể tiến hành mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn sự bứt phá bất ngờ. Vận đào hoa khởi sắc, có lợi cho người độc thân tìm kiếm đối tượng ưng ý xuất hiện. Trường hợp người cũ đã chia tay bỗng ngỏ ý muốn quay lại, nếu vẫn còn tình cảm, bạn cũng có thể cân nhắc lại. Tiếp sau đây sẽ là phần bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Bình giải sao hạn cho nam mệnh tuổi Tân Hợi năm 2024. Nam mệnh Tân Hợi năm 2024 gặp sao Mộc đức chiếu mệnh trong hệ thống cửu diệu,
Mộc Đức là cát tinh mang tới những điều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Bạn năm nay sẽ đón nhận được những niềm vui bất ngờ từ người thân xung quanh. Trong năm, dù gặp hung cũng hóa cát, khó khăn hay thách thức trong công việc tuy có nhưng đều được xử lý kịp thời, thu về không ít trái ngọt, kinh doanh, buôn bán khá may mắn, tiền bạc kiếm được mà tiêu cũng lắm, có tích lũy nhưng không quá khó khăn hay túng thiếu. Tuy vậy, gặp hạn Huỳnh Tuyền chủ về sức khỏe, tinh thần suy giảm, nhắc nhở nam Tân Hợi nên tu dưỡng tâm tính, duy trì lối sống lành mạnh để cải thiện chất lượng cuộc sống, kết nối xã hội, tham gia các hoạt động tập thể sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn. Khoảng thời gian này, nam mệnh có thể an tâm khi còn kết dần trưởng thành và xây dựng cuộc sống riêng. Bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân tự chiêm nghiệm và tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa. Bình giải sao hạn cho nữ mệnh tuổi Tân Hợi năm 2024. Năm có thủy diệu tinh chiếu mệnh, nữ mệnh Tân Hợi có tài lộc khá vượng, làm ăn phát đạt, kinh doanh, buôn bán năm này được lộc, trong nhà có hỷ sự, không ít chuyện vui mừng. Tuy vậy, sao này cũng mang tới thị phi, nếu sống kiêu ngạo hay đàm tiếu chuyện của người khác, có điều, gặp hạn toán tận nhắc nhở bạn cần đề phòng thị phi mất mát của cải, đau ốm bệnh tật mà phải thuốc thang, chạy chữa tốn kém mới khỏi. Ngoài ra, cẩn thận thận trọng đường sông nước, đề phòng tai nạn bất ngờ. Nếu ốm đau vào tháng 11 âm thì rất nguy hiểm, cần đặc biệt lưu tâm. Nhìn chung, cuộc sống của nữ Tân Hợi sẽ được bình an, hạnh phúc nếu bạn sống dĩ hòa vi quý, biết đủ với những gì mình đang có, không nên toan tính thiệt hơn, chỉ cần an yên với cuộc sống hiện tại thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cách kích hoạt sao thủy diệu. Theo phong thủy năm 2024, dùng màu sắc phong thủy, bản mệnh nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Đồ phong thủy. Thủy diệu là sao tốt nhưng bất lợi cho nữ ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng đá phong thủy. Những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sa phia thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm. Có sao thủy diệu chiếu, bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy để trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình, biết ta, để không vướng phải rắc rối không đáng. Cách giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, bản mệnh cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không nên ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường, không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra. Đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở, làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức, nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, kênh Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn, giúp Tân Hợi gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu sắc may mắn năm 2024 của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Màu trắng, bạc vượng tài lộc. Hai màu này giúp bạn duy trì được sự tập trung khi làm việc, bình tĩnh trong việc đầu tư, kinh doanh, từ đó có cơ hội chuyển bại thành thắng, khiến nhiều người phải khâm phục. Hơn nữa, màu trắng còn giúp bạn tự tin, có ánh mắt quan sát, đánh giá chính xác để biết cơ hội nào phù hợp với khả năng của mình. Bạn cũng sẽ không ngại mở lối đi riêng, dẫn đầu xu thế, khiến đồng tiền chảy ào ào về túi. Màu vàng kim vượng sự nghiệp. Màu vàng kim giúp Tân Hợi trở nên nghiêm túc, nỗ lực, lăn xả hết mình, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nhờ vậy mà bạn tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp. Khi khó khăn, ắt có quý nhân hoặc người thân quen giang tay giúp đỡ. Màu xanh nước biển vượng tình duyên. Màu sắc này sẽ giúp các cặp đôi hóa giải cãi vã, mâu thuẫn, dần bao dung và thấu hiểu cho nhau hơn. Nếu vẫn còn là người độc thân, màu này sẽ khiến bạn trở nên nổi bật hơn trước đám đông.
Màu kỵ năm 2024 của tuổi Tân Hợi đó là màu đỏ nâu, vàng tươi. Hai màu này khiến tuổi Tân Hợi khó duy trì được đầu óc tỉnh táo, thường xuyên ảo tưởng, từ đó dễ vướng phải những chiêu trò lừa gạt của đối thủ, dẫn đến cảnh hao tài, tốn của. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ thường xuyên hành xử một cách độc đoán, bắt buộc người khác phải nghe theo ý kiến của mình, gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Thông điệp may mắn mà Tử Vi muốn dành riêng cho tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 ở tuổi 54 tuổi, người biết buông bỏ là người chiến thắng trong cuộc đời này. Chỉ khi một người có lòng bao dung hết thảy và biết buông bỏ những gì không đáng có, thì mới có thể dung nạp vạn vật và thành tựu. Sự nghiệp không cần phải trở thành vĩ nhân, nhưng nắm giữ bí quyết này thì quý bản mệnh sẽ luôn được hạnh phúc trọn vẹn. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý bản mệnh Tân Hợi sinh năm 1971 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.